Mặc dù đã 61 tuổi nhưng một cụ ông trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức của thành phố Hà Nội vẫn thường xuyên lén lút đến khu vực biên giới Việt Lào mua ma túy đưa về thành phố Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời. Và với hành vi này thì sáng ngày 8 tháng 6, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự của ông này để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7 tháng 6 tại khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một tổ công tác của công an huyện Vân Hồ phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Tơ, 61 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đang tàng trữ số lượng lớn ma túy. Khám xét trên người Tơ, công an thu giữ một bánh heroin có trọng lượng 320,6 gram, 10 viên ma túy tổng hợp 3,9 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Tơ khai nhận đã đến tỉnh Sơn La và mua số ma túy trên của một người lạ ở khu vực biên giới Việt Lào với số tiền 150 triệu đồng, mục đích để mang vào thành phố Hồ Chí Minh chia nhỏ bán kiếm lời.